Xin chào cả nhà, xin chào ông bà, cô chú và các bạn nha. Bữa nay mấy đứa nhỏ nó đòi ăn rau câu đó, cho nên là giờ này chiều rồi nhưng mà cũng vẫn chuẩn bị lục đồ ra để làm rau câu cho mấy đứa con của mình nè. Làm rau câu thì bữa nay mình có này là nước cốt dừa ha, rồi cái này là sữa bò ha. Cái này là nước lá dứa, mình xay mình để sẵn hôm nay trong tủ lạnh ha, có màng gì màng vậy đó. Rồi đây mình có hai gói cà phê và một gói rau câu nè ha. Cái gói này là 25 gram á. Rau câu Thái ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm rau câu và mình sẽ pha. Bây giờ rau câu mình ngâm nãy giờ xong rồi, bây giờ mình mở lửa lên mình nấu nha. Ngâm nãy giờ cũng lâu rồi, trong lúc mình ăn uống tắm rửa đó. Bây giờ mở lửa lên mình nấu. Rồi phải quậy á cho nó tan á, chừng nào mà nó không có còn lợn cợn nữa thì lúc đó mình mới cho đường sau cùng. À, đường ở đây là mình có 200 g đường, nhưng mà mình dùng phân nửa đường thốt nốt, mình dùng 2 cục đường thốt nốt với một chút xíu đường cát của mình ha, cộng lại cái số lượng này nó là 200 g. Bây giờ mình sẽ bắt cái sữa bò với nước cốt dừa này nè, mình bắt lên trên bếp mình khuấy cho nó nóng lên á, cho hai cái này nó hòa quyện lại, nó nóng lên để một hồi nữa mình làm rau câu đó. Mình không có bỏ chung trong với cái nước rau câu kia nha cả nhà. Mình nấu hai cái phần này riêng thôi, rồi hồi mình nấu rau câu rồi mình mới múc ra từng phần đó. Mình pha. Mình nấu nó sôi lên nãy giờ ha. Bây giờ mình lâu lâu mình sẽ vớt bọt á. Sẽ vớt bọt bỏ. À, trong cái nồi nước rau câu này mình có cho một chút chút xíu muối nữa nha. Chứ muối rồi hồi nãy mình cho đường xong rồi đó. Gì vậy con? Cho đường xong rồi đó. Bây giờ nè, mình coi là nó hết gì khóc vậy con? Nó hết lợn cợn rồi ha. Đó cái... Nó hết lợn cợn như vậy là được. Là bây giờ mình chuẩn bị mình đổ rau câu được rồi đó. Ở đây là hồi nãy cái xong này là cái xong nước cốt dừa với sữa bò mình nấu lúc đầu ha. Bây giờ mình sẽ cho phân nửa, mình nhắm chừng vậy thôi, phân nửa vô cái tô này. Rồi bây giờ mình sẽ múc ba giá rau câu trắng này, ba hoặc bốn vậy đó. Mình muốn ăn đặc nhiều thì mình ấy, mình cho ba, còn nếu không một hai đó, ba chắc mình cho 3 rưỡi đi đó ha. Hoặc là 3 rưỡi mình trộn lên. Trong lúc này thì cái lửa mình để nhỏ, số nhỏ nha cả nhà, số 3 đi, để cho nó nóng, để cho rau câu nó đừng có đặc á. Rồi bây giờ mình cái này mình chia ra cho nó hết luôn. Chia ra ha. Rồi. Rồi xong một lớp. Cái rau câu nó hơi se se đặc rồi. Bây giờ mình cho lá dứa nha cả nhà. Cái nước lá dứa mình vô cái tô này ha. Rồi bây giờ mình múc cái rau câu này, mình pha với nước lá dứa. Mình cho 2 giá đi, 2 giá rưỡi gì đó, 2 giá rưỡi đi ha. Mình trộn đều lên. Rồi mình cho một chút xíu cái này đó, cái màu nó hơi lợt á, cho thêm nước lá dứa đi, tại mình thấy cái màu nó hơi lợt á. Được rồi, cho cà phê vô ha, nãy cà phê của mình nè đó, mình cho nó vô đây, mình cũng múc cái nước rau câu. Trộn lên ha, sữa nha cả nhà, mình chỉ cho cà phê không thôi. Bữa nay mình tính làm rau câu sơn thủy á, nhưng mà cuối cùng là không có làm rau câu này đi từng lớp đi. Máy quay một tay mình đổ cho nên phải kìm, phải vịn lại như vậy.
cái lớp sau cùng nè cả nhà. Cái lớp này mình sắp hết nước rau câu rồi, giờ mình cho màu trắng ha, để mình hết cái hỗn hợp kia luôn đó, cái hỗn hợp sữa cốt dừa đó. Đó, mình cho màu trắng lên. Cho nó hôm nay mình làm mấy cái nhỏ 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 vậy nè cho Elina nó phái. Rồi cái bếp nó hú rồi kìa. Rồi mình cho cái nước cà phê còn chút xíu sau cùng nãy cả nhà, mình cho cà phê lên cái đó cho nó hết luôn. Giờ mình còn chút xíu nước rau câu sau cùng, mình cho lá dứa vô. Ui, vẹt vẹt của lá dứa ha, coi chừng con té con nhào vô trong cái mấy cái thau này đó. Rồi xích ra để mình đổ vô nè, ngồi xuống đi con, ngồi xuống đó. Ủa mẹ, thì là mấy mấy cái mấy mấy bà chiếc không hả? Ừ, mấy bà chiếc không. Giống ở đây cho nó hết luôn. Giống mà mình chỉ cười cái mẹ làm hả? Ừ, Ina đang đợi ăn rau câu á cô chú. Ina đang đợi phải không? Rồi rau câu xong rồi, bây giờ mình chỉ đợi cho nó đặt nó xong rồi mình cho vô tủ lạnh nha cả nhà ơi. Ina nó đợi kìa, chưa đặt nữa mà nó ngồi nó bóc lũm nãy giờ, nó lũm mấy cái mà cặn cặn ghế ở ngoài nó đặt á cả nhà. Lina ơi con chào đi. Giỏi, Ina đang đợi ăn rau câu đó, giờ con đợi nha, nó đặt cái là mẹ cho vô tủ lạnh nha. Trong người lạnh gần hồi sẽ được ăn, chắc phải cho ăn một miếng rồi mới đi chịu đi ngủ á chứ dễ gì. Đó, đợi mẹ làm rau câu đó, phải ăn uống tắm rửa xong rồi mẹ mới đổ rau câu cho Lina được đó cô chú ơi. Để đi làm về á thì chiều mới về mình mới bắt đầu vô mần đồ ăn, nấu cơm nấu nước đồ này kia rồi đổ rau câu nữa, cho nên giờ này mới xong. Nó tối rồi. Rồi ăn gì vậy Lina? Đó, giờ này đòi đi ăn kem tươi nữa. Thôi con ăn giỏi đi, ok. Rau câu xong rồi đây cả nhà ơi. Nhưng mà hồi tối làm xong rồi cái đi ngủ á, nó chưa đặt á, chờ từ từ Lina, cho nên là không có ăn. Nhiều đây ha, nhìn giống bánh da lợn không? Cà phê, lá dứa, cốt dừa, sữa bò đó. Cái khuôn trái tim thì nằm ở dưới đó. Này Ina với anh ba ăn hết mớ rồi, còn nhiêu đây à cả nhà. Đó, để mình cắt ra cho cả nhà xem nha. Đó, béo ngon cả nhà. Cà phê, cốt dừa, sữa bò, béo quá trời luôn. Ngon. Đường ngọt vừa ăn luôn. Mình xài 2 lượng đường, đường thốt nốt và đường trắng, tổng cộng lại là 200 gram. Nè cả nhà xem ha, đó béo ngon lắm, không quá cứng cũng không quá mềm luôn, rất là vừa ăn ngon. Cái này là cái trái tim mình mới cắt ra này cả nhà, đó thấy không? Nhìn giống bánh da lợn ha. Đó, bữa nay là làm nó từng lớp, những cái trái tim mình làm nhiều cà phê với sữa bò với cốt dừa, béo bao mập luôn đó.